Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Kia Sport, một dòng xe đạp của châu Âu và được nhập khẩu từ Malaysia. Xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atus với 9 tầng lip, 3 tầng đĩa, bánh là 27.5 inch, khung nhôm. Đấy, và cái kiểu dáng khung cực kỳ đẹp. Các bác nhìn thấy đây này, rất là thể thao và trông cực kỳ là cơ bắp. Đấy, em đánh giá cái góc độ cá nhân thì em cực kỳ thích cái cách thiết kế này, nhìn nó rất là khỏe khoắn. Đấy, mà các bác đi mọi địa hình luôn, với cặp bánh 27.5 inch này. Đấy, tôn dáng chiếc xe lên rất là đẹp, từ khung sườn và cách thiết kế trông rất là cơ bắp, mà nhìn rất là đồ sộ cực kỳ đẹp. Dây thì được chạy hết âm sườn này, các sơn nguyên bản thương hiệu Kia Sport Rubicon 1.0, một thương hiệu của châu Âu, của EU, một cái thương hiệu của EU. Các thiết kế rất là đẹp. Trên phần ghi đông đây thì được trang bị một bộ ghi đông cong dài. Đấy, giúp các bác mà đi thả dốc hay là đi đồi núi tạo cái cảm giác lái cực kỳ là tốt, đi rất là sướng. Tay dài này thì tạo cho các bác một cái cảm giác lái cực kỳ là an toàn với cái tay dài này và ghi đông cong này. Đấy, thì trên này cũng được trang bị bộ tay bấm xả Shimano Atus, phanh dầu của Techo. Mayu chạy bi vòng bạc đạn các bác nhé, chạy bi vòng. Đấy, bánh là 27 inch, 27.5 inch. Đấy, bản lốp rất là to này, bản này chở 2.25 này. Đấy, bản lốp to thì vành 275 cũng khá là lớn này, tôn cái dáng chiếc xe lên cực kỳ đẹp. Máy sau cũng bi vòng các bác nhé, chạy bi vòng. Sử dụng bộ đề Alivio với 9 tầng lip. Alivio 9 tầng lip, trên này gạt đĩa Shimano Atus với 3 tầng đĩa, nó sẽ 27 tốc độ khác nhau. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe có cái dòng đứng nó thấp nhưng mà cái dòng ngang nó lại rất là trường xe, rất là dài xe và nó có xu hướng vảnh lên, nên là phù hợp cho các bác đi từ khoảng mét 62-63 đến 72-73 thì phù hợp. Chuyển động này cực kỳ là mượt mà. Rất là đẹp. Đây, đằng kia có một cái dòng chữ rồi các bác có thể nhìn thấy này. Design in EU này. Đấy, thiết kế và đấy, theo công nghệ của EU này, của châu Âu này.
Và chiếc xe đang được bán cho em mức giá chỉ còn là 6.900.000. Đấy, một cái mức giá rất là rẻ cho một chiếc xe đạp góc mua về đạp địa hình đồi núi hay là tập thể dục rèn luyện sức khỏe hàng ngày rất là tốt. Okay, các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác có đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và nó đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.